ngắm căn biệt thự mới tậu của vợ chồng Ốc Thanh Vân. Trước đây, gia đình Ốc Thanh Vân sống ở một căn hộ chung cư cao cấp, nhưng sau đó, nữ MC vẫn muốn chuyển sang nhà đất để các con có nhiều không gian vui chơi hơn. Sau thời gian tích góp, vợ chồng Ốc Thanh Vân đã sở hữu riêng cho mình một căn biệt thự sang trọng, hiện đại. Có thể thấy, căn hộ khang trang này được xây trên một khu đất rộng. Bên ngoài có sân cỏ rộng, là nơi các con Ốc Thanh Vân có thể chạy nhảy vui đùa. Đồng thời, với diện tích như thế này, nữ MC có thể thoải mái tổ chức những bữa tiệc ngoài trời. Bên trong căn hộ của vợ chồng Ốc Thanh Vân cũng rất tiện nghi, đồ nội thất phòng khách vừa bếp và Ốc Thanh Vân chọn gông màu trắng, xám là chủ đạo, còn phòng riêng, MC thiết kế theo sở thích của từng người. Ngoài ra, bên trong căn hộ sang trọng này còn có phòng tập thể dục riêng. Ốc Thanh Vân và Trí Rùa tình cờ gặp nhau khi cùng là học sinh trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân. Giữa hai người thật sự có duyên tiền định vì Thanh Vân và Trí có cùng ngày sinh 18 tháng 2, chỉ khác là Trí sinh trước Vân 2 năm. Tính từ năm 2000 đến nay, Trí Rùa và Ốc Thanh Vân đã có 18 năm đón sinh nhật cùng nhau. Chia sẻ về tình yêu của mình, Ốc Thanh Vân cho hay cô cũng không hiểu vì sao mình thích Trí và hai người dường như ở hai thái cực. Thanh Vân được xem là con ngoan trò giỏi trong trường, trong khi đó Minh Trí cầm đầu một nhóm học sinh cá biệt. Thế nhưng, chính Vân Ốc lại là người theo đuổi và cầm cưa Chí Rùa. Ấn tượng với anh chàng học sinh cá biệt, Vân Ốc quyết định tìm cách tiếp cận anh chàng. Năm 2001, Ốc Thanh Vân quyết tâm thi vào trường sân khấu điện ảnh dù Chí Rùa không đồng tình, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, cặp đôi quyết định chia tay nhau. Chia tay Minh Trí được vài tháng, dù đã có tin mới, nhưng ngày ba lần thấy Trí đưa người yêu mới đi qua trước mặt, nên Ốc Thanh Vân không thể làm ngơ. Cô nhận ra mình vẫn còn tình cảm với Minh Trí nên quyết định hẹn gặp người yêu mới của Trí Rùa để xin cô gái này nhả ra cho tôi ngậm lại. Một lần nữa, Ốc Thanh Vân lại cưa đổ Trí Rùa, họ trở về bên nhau. Sau 10 năm yêu nhau, tháng 10 2008, cặp đôi tổ chức hôn lễ trong 2 ngày liền. Ngày 13 tháng 6 2011, Ốc và Rùa chào đón bé Coca, cậu con trai đầu lòng. Tháng 4 2013, nữ MC hạ sinh cô gái Coca. Đến tháng 2 2015, gia đình Ốc Thanh Vân và Trí Rùa đã đón thành viên thứ ba là bé Cacao. Mặc dù nhiều lần bị trêu đùa là nữ MC ham sinh con nhất showbiz Việt, Ốc Thanh Vân vẫn hào hứng chia sẻ cô đã lên kế hoạch sinh bé thứ tư.